ngờ có Phương Miện cùng ba giải thưởng danh giá khác khiến ai cũng ngỡ ngàng. Dù ao top 5 đầy tiếc nuối, Minh Tú vẫn trinh về cho mình ba giải thưởng danh giá khác. Đây là phần thưởng xứng đáng, bù đắp cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Minh Tú trong suốt 3 tuần qua. Bên cạnh đó, phía đại diện của Minh Tú cũng tiết lộ cô bất ngờ nhận được Vương Miện. Sáng sáng ngày 8 tháng 12, Minh Tú cùng 71 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chính thức bước vào những phần tranh tài quyết định trong đêm chung kết Hoa hậu siêu quốc gia 2018. Đại diện Việt Nam Nguyễn Minh Tú dừng chân đầy tiếc nuối trước top 5. Bên cạnh một suất trong top 10, Minh Tú còn lọt top trang phục dân tộc đẹp nhất cùng 9 đại diện khác, đồng thời là người thắng giải trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất ở đêm thi bán kết trước đây. Sau đêm thi, Minh Tú cũng bất ngờ được đại diện diễn đàn sắc đẹp lớn nhất thế giới Miss Sociology trao cúp khi chiến thắng giải thưởng Miss Supreme National 2018 do cộng đồng fan quốc tế bình chọn. Chia sẻ về giải thưởng lẫn việc dừng chân ở top 10 chung cuộc, Minh Tú cho biết: "Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ Tú. Tú sẽ không thấy tiếc nuối cho ngày hôm nay vì bản thân đã cố gắng hết sức. Đôi khi trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng gặp điều may mắn, nhưng Tú hạnh phúc với những gì mà mình đã thể hiện ngày hôm nay. Và Tú nghĩ rằng khán giả khắp nơi cũng sẽ nhìn thấy sự nỗ lực đó của Tú. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn khán giả Việt Nam. Ngày hôm nay, Tú biết là kết quả mình đạt được không như mong đợi của tất cả mọi người. Thế nhưng mình đã thực sự cố gắng rất nhiều. Xin lỗi mọi người, hy vọng những gì mình đã thể hiện sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Một lần nữa, Tú cảm ơn tất cả mọi người, cả những ai yêu thương Tú lẫn ghét Tú, bởi vì nhờ điều đó, Tú có thể hoàn thiện mình và trưởng thành tốt hơn mọi ngày." Đáp lại những bày tỏ từ Minh Tú, đại diện Miss Sociology khẳng định: "Chúng tôi tin rằng các fan của bạn tại quê nhà sẽ rất tự hào về bạn." Chưa dừng lại ở đó, mới đây, phía đại diện Minh Tú bất ngờ công bố thông tin là Minh Tú sẽ crown. Theo dự đoán của nhiều khán giả, thì có thể Minh Tú sẽ được trao vương miện Miss Supreme National Asia, khu vực châu Á. Điều đó hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Minh Tú đã thể hiện. Phía đại diện Minh Tú vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vương miện mà Tú sẽ nhận được. Chúng tôi sẽ cập nhật đến độc giả sớm nhất có thể. Theo thông tin từ phía Minh Tú, cô cùng ekip sẽ đáp chuyến bay về tới cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều tối ngày 10 tháng 12. Minh Tú thể hiện catwalk đỉnh cao, nhưng bất ngờ nhận kết quả thế này đây. Trong khuôn khổ Hoa hậu siêu quốc gia 2018, Minh Tú cùng các thí sinh vừa trải qua đêm thi bán kết với hai phần thi, top model và trình diễn trang phục dạ hội. Cụ thể, các thí sinh sẽ diện trang phục do bản thân tự chuẩn bị, tự trang điểm, làm tốt theo phong cách cá nhân. Đây là hai phần thi quan trọng, được ban giám khảo dùng nhiều tiêu chí để đánh giá và chọn ra top 25 chung cuộc vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 sắp tới. Khán giả cho rằng đây sẽ là đêm thi lợi thế và chắc chắn tạo được điểm nhấn của Minh Tú. Đúng như dự đoán, ở phần thi top model, Minh Tú đã có những bước sải chân xuất thần trên sàn catwalk. Kinh nghiệm từ siêu mẫu, Next Step châu Á, The Face và nhiều năm làm vedette của mỹ nhân Vbiz được dịp tận dụng một cách tối đa. Đặc biệt, Minh Tú rất khôn khéo khi chọn cho mình một bộ face tôn lên chiều cao 1m78 cùng mái tóc thả tự nhiên, khoe đủ góc mặt cùng thần thái tự tin. Ngay sau đó, Minh Tú đã quay trở lại phòng, tự mình chuẩn bị uống tóc cho phần thi trang phục dạ hội. Đại diện Việt Nam tiếp tục xuất hiện cuối cùng trong danh sách các thí sinh dự thi, đảm nhận vị trí vedette với phong thái cuốn hút. Trong bộ váy ôm sát cùng mái tóc xoăn bồng bềnh, không chỉ người hâm mộ nước nhà mà fan quốc tế cũng đánh giá cao kỹ năng trình diễn và sắc vóc nổi bật của Minh Tú. Một điều khó tin là sau khi thể hiện đầy xuất sắc của mình, Minh Tú không được gọi tên ở bất kỳ hạng mục giải thưởng nào. Giải thưởng tài năng được trao cho đại diện của Hàn Quốc, top model của khu vực châu Á là đại diện Indonesia và người chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Brazil. Nhưng nhận định cho rằng đây là điều khá bất công khi đại diện Việt Nam đã rất nổi bật trong đêm thi vừa diễn ra. Khán giả đã rất tiếc nuối khi Minh Tú không được gọi tên chiến thắng ở cả hai hạng mục trong đêm thi tối qua. Người đẹp trước đó là một trong những thí sinh được lựa chọn để chụp bộ ảnh riêng của ban tổ chức. Minh Tú đang có những nỗ lực trong khuôn khổ Hoa hậu siêu quốc gia. Kết quả cuối cùng còn phải đợi đêm chung kết diễn ra vào ngày 7 tháng 12 sắp tới. Tự hào Việt Nam, đây là điểm đặc biệt của Minh Tú khiến Hoa hậu các nước bạn đều phải nể phục. Trong
Trong khuôn khổ Miss Brand National 2018, Minh Tú đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, sự quan tâm của truyền thông trong nước lẫn quốc tế khi liên tục ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, thần thái ấn tượng và loạt câu chuyện bên lề thú vị. Minh Tú từng vui vẻ hướng dẫn người đẹp Thụy Điển nói tên quốc gia và xin chào bằng tiếng Việt Nam, nghe đại diện Brazil nói một số từ tiếng Anh đơn giản, hoặc thân thiện hết cỡ với đại diện Nhật Bản, Indonesia, New Zealand, Australia. Ở một cuộc thi nhan sắc, ai cũng cần phải có tinh thần chiến đấu quyết liệt. Thế nhưng Minh Tú vẫn thể hiện rõ sự fair play khi liên tục cho đối thủ mượn đồ. Cụ thể, ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Ba Lan, cô sẵn sàng cho đại diện Philippines mượn đầm dạ hội, giày cao gót và trang sức trong lúc người đẹp này bị thất lạc hành lý ở sân bay. Hành động đẹp của Minh Tú khiến không ít người hâm mộ sắc đẹp toàn thế giới cảm kích. Sau đó, Minh Tú còn cho một thí sinh khác ở phòng bên mượn bằng ủi. Cô vui vẻ đăng lên Instagram với dòng chia sẻ: "Cũng may có mang cái bằng ủi cho bạn mượn, bạn phòng kế bên. Bạn này nói có thi Miss Grand năm ngoái ở Việt Nam." Tiếp tục thể hiện tinh thần fair play, Minh Tú cho đại diện Lào mượn ổ cắm và không quên để lại caption hóm hỉnh: "Cũng may là mang dư ba cái nha chị Lào, chị cho lại ba gói trà gừng." Tiếp tục, chủ nhà Ba Lan cũng phải gõ cửa phòng Minh Tú để mượn một chiếc kéo. Fan Việt đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuẩn bị chu đáo và sự nhiệt tình, thân thiện của Minh Tú. Đặc biệt, đại diện Việt Nam cũng rất tinh tế khi gửi tặng đương kim hoa hậu Jenny Kim một bộ áo dài trắng tinh khôi, có tên cô được đính đá lấp lánh. Được biết, trước lúc lên đường sang Ba Lan tranh tài, Minh Tú đã tìm các số đo của đương kim hoa hậu và nhờ thực hiện món quà đặc biệt trên. Có thể nói, dù không biết Minh Tú sẽ giành được vị trí nào trong đêm chung kết sắp tới, nhưng với sự chuẩn bị mang cả thế giới đến Miss Brand National cùng sự thân thiện hết cỡ của cô, thì fan Việt đã có đủ lý do để tự hào về hành trình của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này. Minh Tú lên tiếng về ồn ào bị hại tại Hoa hậu siêu quốc gia, vừa ăn mì vừa khóc vì stress và cô đơn. Chia sẻ mới đây của Minh Tú khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa. Mới đây, trên trang cá nhân của siêu mẫu Minh Tú bất ngờ chia sẻ đoạn clip với chú thích lời tự sự của người con gái phương xa. Đại diện Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những yêu thương và ủng hộ mình đã nhận được trong suốt quá trình tham gia Miss Brand National 2018, đặc biệt là thời gian sóng gió kéo đến vừa qua. Áo quân Asia Next Top Model 2017 cho biết: "Cô luôn cố gắng để hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Song, nhiều chuyện ngoài ý muốn thật sự khiến Minh Tú xuống tinh thần. Cô nàng cho biết mình hoàn toàn không trách giận, chỉ thấy bất lực và tủi thân." Minh Tú chia sẻ: "Ngày hôm đó mình vừa ăn mì gói vừa khóc, không phải vì sợ, nhưng bởi cảm thấy cô đơn và stress. Tuy vậy, cô nàng cho biết hôm nay tâm trạng đã tốt hơn nhờ vào sự động viên của tất cả mọi người. Minh Tú sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần thép của một chiến binh. Cô trấn an người hâm mộ rằng mình vẫn ổn. Những chuyện đã qua sẽ không thể khiến mình nản lòng. Minh Tú vẫn sẽ cố gắng hết mình cho những phần thi tiếp theo tại Miss Brand National 2018. Đến với cuộc thi Hoa hậu năm nay, đối với mình là một cuộc chơi rất lớn và mình phải cố gắng rất nhiều. Nó hoàn toàn không giống những chương trình truyền hình thực tế hay cuộc thi người mẫu mình đã tham gia. Những cuộc thi trước phần dành cho bản thân mình nhiều hơn, nhưng cuộc thi này, ngoài ước mơ thì trách nhiệm lại chiếm phần hơn vì mình là đại diện Việt Nam." Minh Tú bộc bạch, cô luôn tự ý thức được trọng trách của mình, nên dù là những việc nhỏ nhất, cô cũng luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, Minh Tú cũng chia sẻ về giờ giấc sinh hoạt của mình mỗi ngày, khi cô nàng chỉ có 4 tiếng để ngủ, còn lại phải dành để chuẩn bị cho hình ảnh thật chỉnh chu mà không làm phiền đến người khác. "Từ ngày sang đây, ngày nào mình cũng tham gia đầy đủ tất cả hoạt động và sự kiện. Mình có quyền báo bận, để nghỉ, nhưng dù cho có bị sốt, mình vẫn cố gắng tham gia đầy đủ. Mình hy vọng với những gì mình có thể hiện suốt 2 tuần qua sẽ không khiến mọi người thất vọng", đại diện Việt Nam cho biết. Chỉ còn 7 ngày nữa, cuộc thi Miss Brand National 2018 sẽ khép lại. Minh Tú đến thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Bỏ qua những ồn ào không đáng có, thật sự điều khán giả luôn thấy ở cô gái này là sự nỗ lực cùng kiên cường để mang về niềm tự hào cho Việt Nam.